Ok, xin chào bạn, chào mừng quay trở lại cùng chơi Doom Eternal. Ok, mình chơi tiếp. Lần trước là chúng ta đã lại quay lại một lần nữa lại quay lại địa ngục rồi. Cũng rất là khó hiểu, công tác rất là nhiều nơi. Neravod này, nó vẫn là một phần của địa ngục đấy. Đây là phần 2, part 2. Pun by blood kill more than one enemy per single blood pun. 5 lần. Cái gì dễ? Cut down outside. Black glory kill on tyrant. Resurrect no more. Perform on left side glory kill on advai. Con advai là cái con khó chịu nhất trong game. Inside that citadel is the soul extraction chamber. We must make our way through and to the top, where the pure Argent energy is exported directly to Erdak. Rạch tránh thế này bố mày làm việc à? Úi sợ. Ủa. Chạy bố mày, ra đây. Bên này có cái tím ấy. Chắc mình nghĩ là mình sẽ bỏ qua mấy cái tím ấy. Mình tập trung vào chơi kìa. Tại vì về cơ bản là cái này là nó có thể quay lại mình ấy sau. Nhảy qua đây này. Nó có đốt lửa xanh này. Cái nó không có ngồi như cái bản trước nhỉ. Vậy hút mẹ. Thoáng á. Chết mẹ. Tự nhiên bọn đánh nhau hay nhỉ. Còn kiếm ấy. Phải chết luôn. Này có viên đá đấy. Có thể nên tăng giáp nhỉ. Ammo for the blood. Your people are made to suffer. Processed souls for the Khan Maker's world. I assure you, this could have been avoided with different leadership. Này cái chỗ này là nó trích xuất cái năng lượng này. Cái con mụ ghê là muốn đây. Thằng này. Đây. Úi xa.
Ui, Baron này. Úi giời, chặt tiền. Hơ, vẫn không được à? Perform back Baron. À, Tyrant à? À, Tyrant này có to này, Baron. Chó đấy. Cười mà hết mẹ đã. Ủa, tên lửa. Override. Ui, bất tử đạn luôn á. Đâu hết rồi. Neravod. Secret file. Mình không biết là cái con này là như nào. Ủa chỉ thế thôi á? Đơn giản lắm. Nhảy nhảy xuống. This is raw Argent energy. The suffering on earth, the bloodshed, all of it for this. Once the soul is extracted, the husk of the human body will over time transform into the demons you fight now. The extracted soul, the remains, will power their will. The essence, the essence of them. Chung là cái linh hồn này thì sẽ trở thành cái sức mạnh, cái năng lực của địa ngục này. Còn lại cái cơ thể thì qua thời gian này nó sẽ biến thành cái bọn quỷ mà mình đang chiến đấu lại. Rất là kinh. Nghe ra tởm.
chém luôn, chết con này luôn. Mẹ con chó này, cứ đứng trên này. Vỡ mặt. Ủa, rơi búp. Chó ra búp. Ui. Cái chó đấy phải giấy nhỉ? Dùng con mẹ cái này đi. Thế cho nhanh mẹ. Đi. Nó cho mình ấy mà. Cái thằng ô này. Ôi, mày vào đây mày chết rồi. Ở đây. Cung xác. Vào đây. Chó. Gài mìn vậy, đúng là gài mìn. Mẹ. Vào đây. Úi dồi. Chó chết rồi. Bây giờ tuổi thì mà đánh nhau ta. Bọn này như là sắc sống dạy e à. Đập chăn đập chiếc. Này zombie này nhảy xuống. Chỗ này là phát dầu ra lại. Đây này. Chúng mình xem codec này. Nevarod Soul Spy Identify Agent Tech. Okay. The Field of Eternal Flame. Nhìn rất là kinh. Nói chung là con người bị tra tấn thì từ cái linh hồn sẽ trở thành cái năng lượng của địa ngục, và cái xác thịt sẽ một vòng quay nữa là biến thành quỷ. The Maker needs the essence in prime. Mẹ con mũ Maker này kinh. Chỗ này là nó có cái map này. Ô, cái đoạn này nó ấy này, mình không biết. Chỗ này nó có cái... Đó, đâu ấy nhỉ? Ô, đạn. Chỗ này ngay đây. Tường đồng. Đĩa, flat and metal. Okay. Này ở dưới này. Ngay dưới này. Ủa rồi, chạy. Ủa đây này. Iron. Iron là con to nhất của cái trò này. Nhảy qua đây này. Đây là bên nó cứ phun này, sao mà đánh. Úi xa, đốt. Cháy người. Đùa. Đập đầu, đập mồm vào cái chỗ này. Ôi kìa. Chưa hồi bố đấy nhá.
Chúng ta phải chè lên trên này. Chắc mình nghĩ phải chè lên trên. Đùa. Cái này nó hồi chậm quá. Chạy cả đi. Thôi mất máu ấy chịu được. Đây như nào nhỉ? Cũng còn trên được đây. Đây. Đây phải nhảy lại. Map. Auto map acquired. The demons only utilize a portion of the resources that come from the human soul. It was the makers and the sentinel priests who discovered and unlocked the true power of the essence. They combine sentinel and hell energies together, refined and created Argent. Argent. With it they did wondrous things. Save worlds from extinction. Heal the sick and give infinity power. Gave infinite power to those worthy of it. Chung là cái sức mạnh của mình hình như cũng từ cái Argent, cái hợp chất này. Mà cái bọn là Maker với cái bọn mà Sentinel ấy, nó phát hiện được ra cái năng lượng của cái này thì nó tạo ra được cái Argent này. Từ đấy nó có thể tạo được cái khối năng lượng rất là khủng khiếp ấy. Là nó nhìn rất là nhiều cái điều kỳ diệu ấy, như là chân xưa mình bảo rồi. Nên là đấy là cái lý do mà tại sao con Maker này nó quyết tâm là nó sử dụng cái này. Cái này là như mình để vào được. Này đấm ấy. Úi dồi, phiền. Úi dồi. Bên này là không có gì. This facility was built in secret. The Night Sentinels never knew it. Này, nên cái bọn Night Sentinel là nó không bao giờ nó biết được cái này. Built by Sentinel slaves, for a maker can never set foot in hell, nor demon in Erdak. Argent Danur served a great purpose to the makers. Argent Danur. Argent Danur là cái bọn mà đi theo phe của bà này. The fuel of eternal flame. The power of machine are divine. Chung là kể cả không đọc qua thì cái này nó tóm tắt cho mình. Chung là đọc hết mấy kia thì biết được rõ cái story. Ui. Máu. In return for access to more worlds for Hell to devour, the makers siphon energy from the damned. It is an unholy union and cannot stand any longer. Các chú lại đứng đây đợi đưa đổi rồi. À, phải nâng cấp. Chứ là mình nói chung là mình đã nâng cấp những cái gì mà mình nghĩ là mình cần nâng cấp. Mình chả biết là mình nâng cấp. The Dead Feel More Quickly. Thì cái kiểu cũng hay này. Có khi cái này hay hơn. Thì mình chạy trốn được nhanh hơn. Cái chỗ này là mình chưa lấy ấy. Đi qua đây rồi. Nó ngay từ cái đoạn này. Ngày rơi đấy chắc chết con mẹ rồi. Mình nghĩ tốt nhất chúng ta không nên rơi rồi.
hit the top of the spy. Ui dồi, đây là cái cơ quan của bộ hộ. Ủa, con này nó hút mình. Oh my god. Nè. Nhưng nó hồi lại rồi. Ui, đã rơi mẹ rồi. Mình trèo lên trên này. Uầy. Sao mà đu rồi lên trên này. À, nhưng mà mình phải bám cái này. Lại có mấy con mắt này. Mẹ nó đi này. Vào đây. Sạch tin. Úi xa. Và có cái kiếm. Chả bao giờ mình dùng cái kiếm. Đồ nhiều thế. Mình chơi từ đầu game rồi bây giờ mình mới để ý là này.
cái bình xăng này nó tự hồi khi mà mình về 1-0 ấy. Rất là hay. Bây giờ phải đi đâu? Không. Về. Ui. Kiếm này cho bét nhè luôn à. Reach the top of the spy. Một vẫn ở trên nữa. Bấm vào đây. Get to the transmitter tower. If you can destroy it, the unrefined energy should be able to propel you into the... The tower is held aloft by two enslaved titans. Break the chains. Drop it into the well below. Đây này, cái con này là con này. Này con Tyron này này. Ạt vai. Chỗ này nó có cái ạt vai ra. Góc này. Úi sợ. Được rồi. Úi, lùa. Trả cái mệt đạn kìa. Đấm được 2 lần này. Hay là dễ mà. Đây đây, dụ ra đây. Ra đây. Quỷ đó, đéo ném mình á. Đây, có 2 con zombie này.
dụ nó để cho cái achievement. Có đùa luôn. Quá té mày. Con chó này đứng này bắn. Zombie nó nhảy vào bánh. Mẹ bố đấy. Pistol incoming. Chó này. Mày biết rồi. Ok á. Đùa. À rơi không thể à. Ui cái này không biết. Úi dồi, đấm lỡ tay đấm chết rồi. Chặt cái stick kia. Ngoài nó không biết chặt stick kiểu gì. Mở cái này này. Lùa. Ủa chết rồi, quên. Đấm. Nó giật cái xích này nó đổ rơi xuống. Trò này giống kiểu God of War 3 bản FPS. The Icon of Sin. Ô, chỗ này lại hết rồi á. Chưa hoàn thành challenge. Mình còn chả biết cái thằng... À đâu, chắc là nãy mình giết cái thằng này rồi. Nó nhảy vào cái chỗ giữa này. Đánh nhau rất là ác. Ok, mình sẽ quay lại sớm để mình chơi tiếp. À, mình tạm thời là mình... Mình nghĩ là chắc bài sau bài cuối nhỉ? Combat Encounter, Secret Combat Encounter. Được cái Sentinel Crystal lên. Mastery Token.